Hello, chào các bạn nha. Chào mấy bạn, chào toàn thể anh chị em thân mến. Bữa nay mình chính thức mình sẽ quay lại về một kênh YouTube. Mình sẽ quay cho các bạn coi là bên cái phong cảnh của mình. Bữa nay thì lâu quá thì mình không có mà quay lại cái chủ đề làm các món ăn cho mấy bạn xem. Thì bữa nay thì mình sẽ quay lại trang kênh YouTube của mình. Thì mình sẽ làm cho mấy bạn xem là hai món. Đó là ốc luộc sả nước dừa và một món là quịch nấu chao mà hiêu cay. Mời các bạn và tham gia và theo dõi và ủng hộ đăng ký kênh mình ha. Hôm nay mình sẽ quay cho bạn các bạn coi qua cái khung vườn mình bên nhà mình. Ở nhà mình có chuối nè, rồi cũng có miên cái hầm sen nữa đó. Thấy không, sen đó. Bây giờ mình chính thức, bây giờ mình sẽ quay, bây giờ mình sẽ đi vô làm mấy món vịt ha. Thì lâu quá thì mình không có mà quay lại quay trang kênh YouTube của mình. Thì trong thời gian vừa qua thì mình cũng mắc lo đi làm cái đồ, thì mình cũng bận công chuyện nhà rất nhiều và mình mới đi làm lại trang kênh YouTube. Hiện bây giờ mình đang mà chỗ bằm tỏi nha bạn. Mình đang sắc tỏi nha. Mình đang sắc tỏi. Hiện giờ mình đang là chỗ đang là chỗ bằm tỏi nha. Bây giờ mình quay mà gia vị cho mấy bạn coi luôn nè. Đó, vịt. Nấu chao. Ướp chao vô. Đường mật ngọt để vô. Đậu vịt. Đây là vịt. Bây giờ gia vị bây giờ mình ướp sẵn rồi, bây giờ mình ướp sẵn gia vị dân rồi, hiện giờ là mình đang làm nha. Đây là cái cơ mà củ hành trắng. Đây là củ hành trắng và bên đây thì diễn đây thì mà hai cao. Nấu chan rồi, đào đi. Gia vị mình đã làm rồi nha mấy bạn. Thì mấy bạn nào có xem kênh YouTube mình và trang YouTube mình thì mấy bạn nhớ và đăng ký và ủng hộ và nhắn và để lại mà chỗ bình luận cho mình và theo dõi kênh mình ha. Mình thì mình cũng cắt mà cũng cảm ơn mấy bạn vừa qua cũng đã đăng ký và theo dõi kênh của mình. Thì mình cũng rất chân thành, mình cũng gửi lời mà cũng chúc mấy bạn là một buổi chiều vui vẻ và tràn đầy và hạnh phúc.
vậy mà quay quay lên trên kia đi. Trời. Bình thường. À, hiện bây giờ mình đang mà để mà ép tép tỏi vô. Ép tỏi vô. Để xả và để tỏi. Để mỡ rồi để tỏi. Cho nó vàng, để cho nó vàng. Đây là dĩa khoai cao, đây là khoai cao và đây là vịt. Đây là vịt ốp chao mình đã mà ướp rồi nha mà mấy bạn. Đừng quay nó. Rồi thơm rồi đó. Bây giờ vịt thì mình đã đổ vô rồi, hiện bây giờ là mình đang xào vịt. Mình đang xào món vịt nha. Mình đang xào. Mình hiện giờ mình đang xào mà món vịt. Đó, mình đang xào. Mấy bạn thấy món vịt này có ngon không mấy bạn? Mình thấy giờ món vịt này thì mình cũng đang thèm rồi đó. Nhưng mà thấy mà rất là nó là đói bụng. Hiện giờ mình để mà gia vị vô nha, mình đang để là gia vị vô. Đường với mà bột nêm cà no và đường. Cầm cái này ấy quậy cho nó mạnh hơn coi. Gì đây? Đây. Sơ lên cái đầu con vịt nữa. Nó quay lại chỗ tôi dắt vừa. Mấy bạn nào mà có mà xem kênh YouTube, mình và thời gian qua thì bữa nay mình sẽ và chính thức mình sẽ quay lại trang kênh YouTube của mình, làm kênh YouTube lại nha bạn. Mấy bạn nào coi thì nhắn và ủng hộ và đăng ký kênh cho mình và để lại chỗ mà bình luận cho mình nghe. Mình cũng thì chân thành và cảm ơn và mấy bạn. Ngon mấy bạn, đây là cái đầu nè. Đó, đây là đầu vịt. Đó. Vịt ở đây thì rất là ngon. Nó cho ăn đồ ăn rất là mập nè. Ở đây cho ăn lúa với mà ấm.
cho ăn lúa tắm không à, lúa tắm đó, cái đậu rất ngon. Bây giờ mình mời cả nhà nghe, mình mời cả nhà ăn cùng mình nghe. Thì bây giờ là mình đang xào vịt. Trong mấy tháng vừa qua thì mình bạn mình công việc nhiều quá thì mình lo đi làm, chứ mà mình không có rảnh thời gian mình làm kênh YouTube. Bữa nay mình sẽ chính thức, hôm nay là bữa thứ sáu, là buổi chiều thứ sáu này mình sẽ quay lại làm kênh YouTube. Mình làm về cho chủ đề là hai món, đó là quỵt nấu chao, với thứ hai là ốc luộc sả. Vịt này mỡ không mẹ? Bây giờ là mình đang để mà nước dừa vô nghe. Đầu vịt lớn lên, đùi vịt, cái đùi này quá ngon. Dính tủi trời. Cho sôi lên cho thấm nha, thấm rồi mình mới để nước dừa vô. Rồi được cái việc quay nó, quay đi cho sôi một cái. Quay cho sôi một cái. Bây giờ cho sôi đi, bây giờ con ra đây con quay cái phần cảnh đây. Quay phần cảnh đi. Bây giờ mình đi ra đây mình sẽ quay và cho mấy bạn coi cái hầm sen của mình ha. Nè. Cái hầm sen. Đó. Đây, ở đây là mình ở chỗ Cần Thơ, nhà mình ở Cần Thơ. Nhà mình có trồng cái hầm sen. Đó.